Chọn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô cho 3 năm đại học. Đã bao giờ bạn tự hỏi mình sẽ trở thành ai trong tương lai? Chào mừng các bạn đến với ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, trường Đại học Giác Sanh Đà Lạt. Về kiến thức, trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về giáo dục đại cương, có kiến thức cơ sở ngành vững vàng, kiến thức chuyên môn sâu về động cơ, khung cầm, điện, điện tử ô tô. Về kỹ năng, trang bị cho sinh viên năng lực thực hành tốt, thích ứng với môi trường công nghệ 4.0, môi trường làm việc áp lực cao và kỹ năng mềm cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Thời gian học đại học rút ngắn còn 3 năm, mục tiêu đào tạo công dân toàn cầu sẵn sàng cho kỷ nguyên 4.0, tiếng Anh chuẩn B1, B2 châu Âu, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Sinh viên được trải nghiệm học kỳ doanh nghiệp, chú trọng các học phần thực hành, thực tập tại các phân xưởng, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Môi trường học tập năng động, sáng tạo, phù hợp với Gen Z, sinh viên Đại học Giác Sanh luôn dẫn đầu các cuộc thi sinh viên toàn quốc. Chú trọng chăm sóc hỗ trợ sinh viên, đây là ưu thế khác biệt của trường Đại học Giác Sanh Đà Lạt. 100% sinh viên được cam kết giới thiệu việc làm tại hơn 200 đối tác, 96% sinh viên có việc làm ngay và 6% của sinh viên trở thành lãnh đạo, quản lý,